thì sau khi đã băm rau và cũng như là chuối thì đây là sản phẩm trộn với cám này, lúc nãy ngô vừa xay này thì trực tiếp bà con bỏ vào máy ép cám luôn.
cho gà vịt ăn được luôn nhé. Đây là gà đây cho vịt con, gà con. Đấy, cám còn ấm nhá. Đấy nó khoảng độ từ 30 đến 40 độ này. Cực kỳ khá ấm này. Đấy, cám ra như thế này thì bà con chỉ cần phơi nhẹ qua nắng một tí nữa là nó sẽ khô luôn. Bà con thể bảo quản lại được luôn. Đấy, khi mà sử dụng ép cám thì nó đã sinh ra nhiệt rồi. Đấy, cám đẹp. Rất đẹp. Đấy thì sau đây là tất cả cái quá trình bà con tạo từ nguyên liệu thô là chuối này, rau này, cũng như là những loại ngô nguyên hạt thì mình đã có thể bằm ra từ hai con máy là máy băm nghiền đa năng và cái dòng máy ép cám này.
thì bà con đã có thể tạo ra được viên cám hoàn hảo như thế này để cho trực tiếp cho gà vịt ăn hoặc là cho lợn, cho dê. Đấy, tất cả các loại khi mà bà con tạo ra cái cám viên như thế này thì nó sẽ có một lợi thế là thức ăn nó tiết kiệm hơn và nó không bị vung vái ra phần sàn đất, sẽ nó cực kỳ tốn mà cũng như là bẩn cái chuồng trại của mình vệ sinh nó tốn thời gian. Cho cái dạng viên như thế này sẽ ăn nó trộn đầy đủ cái nguyên liệu hơn, gà con nó cũng không lựa mà chất lượng viên cám thì nó ra như thế này thì bà con cũng có thể thấy được. Đấy, thì bà con có nhu cầu mua cái máy ép cám viên, máy băm nghiền đa năng thì có thể liên hệ bên điện máy Cường Linh, địa chỉ 36 Cồ Điện, xóm Bảng, Thân Tịt, Hà Nội, hoặc qua số điện thoại chúng tôi để dưới góc màn hình đây thì báo giá và tư vấn cụ thể. Đây, chân thành cảm ơn.